Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay là một ngày đặc biệt. Tại vì cái một người em này á, rất là coi kênh của mình, rất là thích mình và mua xe của mình. Và muốn mình quay một cái clip cho bạn nó coi. Tại vì bạn đó mất ngủ rất là nhiều rồi. Đó là bạn nó mua cái con, đặt cái con Ninja 4 từ mình. Và nói thiệt anh em đây, những cái con mà Minh đi gửi đi xa á, là Minh phải quay clip lại. Tại vì á, đây cho anh em thấy nè, quay gần cho anh em thấy, là xe rất là đẹp, thấy không? Anh em thấy hiện tại xe không có chạy suốt hay là gì luôn á. Đó, nhưng mà mình sợ một cái á, là đó là có nghĩa là khi quá trình vận chuyển nó có một cái gì đó xảy ra, nó làm ảnh hưởng đến cái chất lượng xe của mình. Cho nên mình rất là thích anh em tới tận nơi để mua hơn là đi gửi nha. Đó, em quay từng cái chi tiết em thấy không? Chiếc xe nó không một cái vết chày đâu, anh em có thể tự đánh giá. Và cái con xe này á nha, thi thay nhớt chưa? Thay. Ừ, chủ xe là muốn nhờ mình là thay nhớt với lại thay lọc nhớt hết luôn. Em vô em lấy cái bọc đồ zin giùm anh được không? Để anh quay cho người ta coi luôn cái bọc đồ zin á. Bọc đồ zin, vô lấy bọc đồ zin. Ừ. Nè, cho anh em coi nè, quay ở đây bình xăng nè, quay kỹ cho anh em, đó. Xe rất là đẹp luôn. Anh em coi trong clip mà nó còn như vậy, ra ngoài là còn mới nữa. Không một vết chày luôn anh em. Đồ chơi rồi có là công tắc chợ sáng nè. Đây. Đây quay phía trước, em phải quay phía trước. Đó. Hai bóng đèn chợ sáng ha, thấy không? Thấy không? Em trong clip em có thấy không? Đó, đẹp không? Rất là sáng luôn, rất là sáng. Chợ sáng rồi này nọ đầy đủ hết. À, còn đồ zin nè, đồ zin xe, kính chắn gió zin, đồ độ. Thì nói chung á, mình nói cho anh em nghe. Mình làm cái xe nè. Một phần á là mình làm YouTube. Mà một khi mình đã làm YouTube, mình đã bật kiếm tiền rồi á, là nói thẳng luôn, mình làm YouTube để kiếm tiền. Đó. Còn mà nói mà mình làm YouTube vì đam mê hoặc là vì đam mê hay là vì up clip cho vui á, thì nói thẳng mình sẽ không bật kiếm tiền. Ví dụ mà mình làm vì đam mê hay là gì đó, mình sẽ không bật kiếm tiền. Còn đã bật kiếm tiền rồi thì phải nói mình làm vì tiền. Đó, anh em phải hiểu đơn giản là vậy nha. Chứ không phải là làm YouTube bật kiếm tiền lên rồi nói là mình làm vì đam mê. Nếu như mà đam mê là đừng có bật kiếm tiền. Đó, còn thật sự là mình là ai hỏi mình làm YouTube sao? Tôi làm YouTube tôi có tiền. Đó, tôi nhận quảng cáo từ YouTube. Thì cái tiền YouTube đó thì mình bù vô cái tiền mình chăm sóc xe nó nhiều hơn. Và nhiều anh em hỏi sao dời về nhà. Đây, để cho anh em nói nè, về về nhà đây, bữa nay giải đáp thắc mắc những câu hỏi anh em luôn. Về về nhà là bởi vì em quay xa thấy hết xe không? Khi mà anh em ở một cái mặt bằng rộng thì anh em, ví dụ như mặt bằng nhà đi, thì anh em cũng phải chịu chi phí nhân viên, điện, nước, máy lạnh, rồi giấy phép kinh doanh. Đó, rất là nhiều chi phí mặt bằng, rất là nhiều chi phí, rồi hàng tháng có thể lên 5-60, cần phải 100 triệu chẳng hạn đi. Còn anh em về về nhà chơi rất là sướng luôn. Về về nhà mình cảm giác rất là sướng. Thích chơi chơi, không thích chơi đóng cửa. Đó, không có tốn chi phí mặt bằng, không tốn phí phép kinh doanh, không có tốn gì hết. Rồi anh em có thể qua chơi, rồi anh em có thể nghỉ ngơi lại. Nó rất là thoải mái, không có cần khai báo một cái thứ gì hết. Nói chung là rất là đã. Và ví dụ như mình rửa xe là không bình thường hết á. Rửa trong nhà mình là không bị gì đó. Còn khi mà anh em mà gọi là anh em ra cái mặt bằng lớn là hả, anh em phải đủ thứ hết, khai báo môi trường lum lá nè, nên là chơi ở nhà rất là sướng, nên mình chơi ở nhà thôi. Đó, nên cái tiền mà kia mình sẽ bù đắp cho những chiếc xe, mình sẽ làm cho xe mình đẹp hơn. Anh em mua xe quan trọng chất lượng hay là quan trọng hình thức? Đó, hỏi anh em vậy thôi. Rồi, thì nói tiếp về con xe này, sổ bảo hành đầy đủ luôn nè, chìa khóa đầy đủ, nói chung là xe nào còn thì mình để lại cho anh em hết. Đây, chìa khóa này mình gửi ra cho anh em hết nha anh em. Đó, anh em biết cái xe độ nó can như thế nào. Ủa, cái bộ đồ nghề đó mà ta. Lấy cái bộ đồ nghề đó. Còn tặng cho em này một cái bộ đồ nghề nữa. Đây là kính zin. Chút mình sẽ gửi đi hết. Em lấy cái bộ đồ nghề luôn. Để anh lấy cho em hai bình nhớt thay nè. Giờ mình sẽ lấy hai bình nhớt để mình thay. Bạn em nó nhờ mình thay nhớt á. Rồi, khỏi quay nhớt đi em. Mình đâu có nhận quảng cáo từ mấy cái nhớt này đâu. Hai bình nhớt có lại cái lọc nhớt. Đây, một cái bộ đồ nghề rất là tiện lợi khi anh em chơi xe là mình bỏ vô đây để mình gửi luôn. Trời nóng quá, mồ hôi đổ. Nè, anh em thấy không? Gồm có những cái thứ này, rồi đủ thứ hết. Nói chung là nó xịn hơn cái đồ nghề của xe quay rim á.
nè, rất là nhiều rồi, cho anh em coi nè, lục giác, ốc, rồi cờ lê đó. Cái này để mở mấy cái ốc, ốc máy rồi anh ấy. À, đúng rồi, câu qua là 303 hết. Rồi đó, rồi bây giờ mình đóng lại luôn, mình bỏ luôn lần. Cái này mình gửi ở tàu lửa nha anh em. Thì chi phí á, người ta lấy bao nhiêu thì mình báo lại cho anh em bao nhiêu. Có quá đơn đàng hoàng hết. Trong anh em nghĩ là gửi rồi này nọ kia khác mệt lắm, nên mình làm cái gì cũng giấy tờ rõ ràng hết. Anh em là nhờ làm là mình làm hết đó. À, những cái đồ zin là mình bỏ ở đây hết nè. Mình gửi nhiều lắm, gửi Ninja 4 nè, GX nè, GX cho em trai ở ở Bình Thuận, Lạc Tánh. Em tháo cái lọc nhớt zin nó ra chưa? Tháo chưa? Đâu? Coi cái thông số ổng lọc lọc zin. Đúng rồi, thì cái đó 303. Đó, bây giờ mình tiến hành thay lọc nhớt nè. Hai bình nhớt anh để kia kìa. Em coi dung tích của Ninja 4 chưa? Coi chưa? Anh nhiều xe quá giờ nhắc anh không nhớ nữa. Coi chưa, để anh coi nha. À, dung tích nhớt là 1.6 lít, thay luôn lọc là 2 lít luôn á. Đó anh em, này có chợ ga nè, những cái món đồ nhỏ nhắn trên xe là mình để lại hết. Còn anh em nào mà không tin á thì chủ xe này để lại cho xe mình, là chủ xe này biết là những gì trên xe là mình để lại hết cho anh em luôn á, không có thiếu cái món gì luôn. Giờ mình thay nhớt này vô là đi đã lắm, hơi bị bốc. Thì bên mình nó có kiểu như là sau khi anh em mua xe thì bên mình sẽ hỗ trợ anh em sau này anh em bảo trì xe hoặc là làm gì xe, thay bạc đạn, dây sơn dĩa hay là cái gì đó, mình vẫn hỗ trợ anh em làm hết nha anh em. Chứ không phải là anh em mua xe xong rồi cho anh em bơ vơ đâu. Lâu lâu có tổ chức một cái tour cho anh em đi nữa. Cho có tình đoàn kết giữa anh em này với anh em kia á. Còn ở đây thì anh em cứ yên tâm, từ 150 tới 1000 xe nào cũng chơi hết nha anh em. Rồi chỉ anh em thay nhớt Ninja 4 không? Quên chứ, à anh em nè. À ốc nhớt đâu? Đây nè. Đây nè. Số mấy? Số 17. Nè, cái số 17 nha anh em. Đây. Đây, số 17 nè. Đó, số 17. Rồi anh em dặn một ốc nhớt nằm đây. Ốc nhớt nằm dưới đây nè. Quay anh em thấy không? Ốc nhớt nằm đây nè. Đó. Rồi dặn xả nhớt ra thôi. Rồi lọc thì nằm ở trong đây. Đơn giản thôi anh em. Nói chung hay này cũng đơn giản, nhưng mà anh em phải cẩn thận nha, coi chuẩn bị tuôn ốc. Rồi bên đây thì đổ nhớt thôi, đơn giản không có gì hết. Rồi để thay nhớt xong rồi cho anh em nghe tiếng máy nha. Đây, cho anh em ra ngoài nắng mới thấy độ đẹp của xe. Đó, cho anh em coi lần cuối rồi à, mình đi gửi nha anh em. Mình đi ra ga tàu mình gửi. Nhìn đẹp không, nhức nách luôn. Quay cho anh em thấy. Đề anh nghe tiếng máy cơ. Máy sao nắng vậy ta? Vỏ nè anh em. Mọi thứ đều mới luôn. Được rồi. Được rồi, nghe vậy. Rồi, chìa khóa hai chìa là đủ luôn, đầy đủ hết mọi thứ nha anh em. Ốc ben rồi mọi thứ đầy đủ hết rồi. Bye bye anh em. Rồi, bye bye. Chúc về với chủ mới. Tạm biệt. Đó, đây là mình phải hút hết nhiên liệu để mình vận chuyển nha anh em. Rồi bye bye, trời mưa luôn. Vừa tới là mưa luôn á Thi. Rồi, tạm biệt.
Trời ơi, uổng má con hay vậy. Con mày thay nhớt đi chưa nhẹ luôn. Mày nhẹ. Đó, có bill ở này. Rồi, bye bye nha, bữa sau gặp. Còn mấy chiếc nữa mà chờ hồ sơ xong rồi mới gửi. Rồi.